Mà loại Như thông báo mọi người trước mình hát cũng hay lắm đấy. Đấy à, đây dưới à? Cái này. Ok. Lên một trăm sức thôi mọi người ạ, chỉ có 100 sức duy nhất thôi ạ. Cái loa này rất là nhỏ gọn và xinh luôn. Không, mình hát xong không ai mua rồi. Mọi người yên tâm là cái loa này về mọi người chắc chắn là không thất vọng đâu. Ha tiếp hả?
tập cả ngày. Hàng thì nhưng mà chất lượng. Chất lượng lắm. Đúng rồi. Mọi người biết mình hát thế nào đấy, nhưng mà thông qua cái đoạn này thì mình quá cũng gọi là tạm tạm. Không, nhưng mà thật hát hay hơn cái mấy cái bài kia thật. Anh Nam hết biết hai bài Yes I Do. Yes I Do này. Yes I Do. Xem ai yêu em hơn ngàn năm say đó. Yes I Do. Nói cao lại xong hát nữa. Đơn giản anh yêu em à. Mọi người kêu hát bài đơn giản anh yêu em. Đơn giản anh yêu em hả? Đấy. Mình tưởng cô Lan ra rồi ạ. Đơn. Hát tiếp đi hay quá à. Chết rồi. Hát đi em mua kìa. Hát đi em mua. Ok. Mọi người ơi, giá rất là hời nha. Anh yêu em. Giá còn xuống nữa kìa. Ui, mọi người ơi. 103k. Wow. 103k. Có bao trò. Bao trò. Mọi người ơi, ai mà đặt rồi, mọi người đừng hủy đơn của em nha. 103k. Mọi người ơi, ai đặt rồi đừng hủy đơn. Mua tiếp một con nữa. Mua tiếp một con nữa. 103k. Trời ơi. Ngày chẳng còn nhớ cả sắc hầu biên. Gặp em thế nào. Trên cái nick
là nó rất là tiện lợi, nó sẽ có nút tăng giảm âm lượng tại trên mic luôn nha mọi người. Đây này, đấy, nên là mọi người chỉ cần điều chỉnh ở trên mic này, mọi người muốn mic to thì điều chỉnh to, muốn mic nhỏ thì ấn dấu trừ. Đấy. muốn dấu ấy, mọi người ơi, tất cả những ai mà đã nhận được cái loa này trong phiên live trước của em rồi thì mọi người có thể comment lên cho em cái chất lượng của cái loa này sẽ như thế nào và cái hình dáng các thứ nó có như y như hệt như thế này không, và cái kết nối của nó thì rất là dễ thôi mọi người. Về mọi người bật cái bluetooth lên. Em hát bài gì nữa đầu xem được anh em có bao nhiêu lần. Có loại 2 mic nha, còn 20 chiếc thôi mọi người ơi. Mọi người vào phân loại sẽ có loại là 2 mic và 1 mic. Bài gì ạ?